Đây họ phải nướng cho khách đây. Thế là mình nướng là ăn luôn đấy các bạn. Làm nóng lên tí cho nó mềm. À là rất mềm. Cái sau này phải dùng cái chày này đập ra mới xé được. Đấy, chày đập ra xé ngon. Đang mưa quá, trời đang mưa quá. Đấy. Đập ra thế. Nó mưa đi. Đập ra thế nhũn nó mới xé được hả anh? Xé nó tươi. Này thì ăn chắc phải dai hơn cả mực. Không. À, ăn dai nếu mà không đập đâu đây ăn. Đây, xé ra đĩa đây hay nhỉ. Chỗ này. Mỗi người một cân hả?